Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh Jenny Seabit. Ngày hôm nay hãy cùng với Jenny điểm lại những tin tức hoa ngữ đáng chú ý trong tuần qua nhé. Lão cửu môn hai sắp ra mắt, Triều Lê Dĩnh sẽ tiếp tục đóng và viên băng nghiêng có thể đảo ngược vai trò của cô ấy. Bạn còn nhớ chính cánh cửa cũ năm 2016 không? Bộ phim điện ảnh và truyền hình lấy đề tài trộm mộ này sắp có phần tiếp theo. Mặc dù nó đầy ấp các vị trí, nhưng sự nhiệt tình đã được đặt ra vào thời điểm đó, không thể được đánh giá thấp. Một bộ phận đáng kể khán giả đi xem Nhị Nguyệt Hồng do Trương Nghệ Hưng đóng và một số khán giả đi xem Đoạn Tâm Nguyệt do Triều Lệ Dĩnh đóng. Nhưng cuối cùng họ lại bị áp đảo bởi Trương Đại Phật do Trần Vĩ Đình đóng. Hiệu ứng đặc biệt tầm thường, cốt truyện không xuất sắc, giai đoạn đầu tạm ổn, nhưng giai đoạn sau hoàn toàn chỉnh sửa lộn xộn. Một số lượng đáng kể cư dân mạng đã bỏ dở bộ phim giữa chừng chỉ vì những con bọ chất đóng trên sàn nhà. Trong đó, vấn đề lớn nhất của lão cửu môn chính là các tuyến tình cảm liên tục bị chặt chém một cách vô lý. Tuy nhiên, khi theo dõi bộ phim, cư dân mạng cẩn thận đã phát hiện ra nhiều manh mối ẩn giấu. Không chỉ vậy, còn có phù dâu, do viên băng nghiên thủ vai, thích làm mì về tô vĩnh diễn, người thích ăn mì. Tô vĩnh diễn, một cậu bé thích ăn mì, lớn lên ăn mì do vợ nấu. Vợ tôi có vẻ biết nấu mì Nghe nói nhà cô gái mở quán mì Và đã yêu món này người đàn ông đã có gia đình Với kỹ năng nấu ăn tuyệt vời Chỉ tiếc là cô gái đã nhận cơm hộp trước khi kết thúc phần trình diễn của mình Tuy nhiên, lão cửu môn hai dường như lấp đầy những lỗ hỏng Mà bộ phim đầu tiên để lại Và Trần Vĩ Đình và Trương Nghệ Hưng cũng đã được xác nhận đóng vai chính Còn Triệu Lệ Dĩnh đã được chỉ định đóng vai đặc biệt trong phần 1 hơn nữa lịch trình của cô ấy cũng rất kín nên cô ấy vẫn không có nhiều vai diễn trong phần 2. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như bạn thích video này thì hãy like, subscribe và nhớ bật chuông thông báo để có thể nhận được những video tiếp theo nhé.